chị Hạnh, một nhân viên bán quán bia cà phê trên đường Võ Trường Toản, phường 9, thành phố Vũng Tàu, cho biết mình vừa bị một người nước ngoài lừa đảo. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5, một người nước ngoài vào quán của chị mua chai bia giá 30.000 đồng và đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Chị đưa cho khách chai bia và trả lại 470.000 đồng tiền thừa. Thế nhưng vị khách này bắt đầu nói tiếng nước ngoài loạn xạ, hỏi mua chai bia loại khác. Sau đó cũng mua một chai bia khác. Lúc này dù chưa đưa tiền mua chai bia mới nhưng vị khách yêu cầu trả lại tiền thừa. Chị Hạnh rối, quên nên một lần nữa trả lại tiền cho khách này. Khi sực nhớ ra có gì sai sai thì người này đã đi mất. Cùng ngày trên, vào khoảng 21 giờ 55 phút, cũng khách nói trên đã lừa quán nước ở đường Trưng Nhị, phường 1, Vũng Tàu lấy 463.000 đồng. Không chỉ hai trường hợp trên, mấy ngày qua có nhiều người kinh doanh nhỏ lẻ ở Vũng Tàu đã dính bẫy lừa, chiêu trò ảo thuật của người khách nói trên. Theo nhận định của các bị hại, người khách trên thường nhắm vào các quán hàng chỉ có một nhân viên đứng bán. Một số cư dân mạng đưa hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy vị khách trên đi cùng một người khác, cũng là người nước ngoài. Khi một kẻ vào quán lừa lấy tiền, người còn lại dừng xe máy bên ngoài, đứng chờ.